cha, mấy đợt giờ. Mấy đợt giờ luôn đó nha. Hôm nay nửa ký á. Điểm câu rồi cả nhà. Giờ mấy anh em tới tập trung bỏ xuống câu. Bữa ngày hôm qua ngoài đó cũng yếu cá lại, ngư gặp ngư không à. Cho nên ông bỏ bản, ông đi bản khác tiếp. Ngày qua ngoài đó cái màu yếu hơn chú Tám. Yếu hơn bữa trước. Vậy là nó ăn bữa 1, bữa 2 yếu liền ha. Tò hỏi cồ năm nay nó ít đóng hả chú Tám? Đây ra vài con hết, vài con hết à. Giờ tò hỏi cồ tính ra năm nay nó thưa hơn mỗi năm hết rồi cả nhà. Mỗi năm nó đóng một chỗ là 5-3 kg, 5-7 kg, ok có chỗ đầy thùng luôn. Thì năm nay nó chỗ ký nửa ký à. Ngày mới Út xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ ngày mới Út kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe, may mắn, bình an. Dạ Út đã neo đàng hoàng hết rồi. Đó. Giờ Út giờ sau sửa soạn câu. Thì cái chỗ ngày hôm qua bỏ rồi, giờ đi lại chỗ khác cả nhà. Để quậy quậy rồi kiếm ăn cứ vằn vằn à, cứ bao nhiêu chỗ đó vằn vằn à cô chú anh chị. Ờ, sửa chạy câu á. Dạ, hai con màu đầu tiên của ngày mới. Cầu mong sao bữa nay được may mắn. Bộ
bữa nay có dấu hiệu nước chảy rồi cả nhà, chảy rồi. Tới, tới. Đó,
nào mà câu cá giỏi mà giấy như kia lượm trộm với mày. Được à. Đây vậy nha. Dài nhầm nhầm. Dài nhầm nhầm mày. Bỏ đơm tôi lên bỏ. Thôi để. Đi. Câu đi. Dọn ăn vài con câu hết nợ. Bằng mấy bữa thôi. Thật sự nghe tò hỏ cồ không à. Đừng nghe tò hỏ máy. Này con đây là tò hỏ máy này. Đúng tò hỏ máy luôn cả nhà. Đây xì à con tò hỏ luôn. Mà nó dài, nó ốm, nó dài. Nó con hơn. Chắc là con đó là tò hỏ máy á. Thank you.
ghê cả nhà, con dợp dợp ta nó bự ghê luôn á. Con dợp đó tháng nay là làm ra một bụng mỡ luôn á. Nướng à, một cái nướng à. Nướng là thôi cho nó nướng lửa than á nha, nướng lửa than á. Nó chảy mỡ xuống là nó phật lửa lên luôn á. Làm mắm nêm này ổ khoái nhất là nướng ăn mắm nêm, cho nên đầu thường nó mới nướng là mắm nêm luôn cả nhà. Là mắm nêm này rau sống, dưa chua đồ, hay dưa leo đồ, hay cà chuột rồi cà pháo rồi đó, ăn là thôi cho khỏi chê luôn á. Tùy theo tháng rồi chú chị à, mấy tháng này cá nó béo cái đời lắm.
đây là thấy không, tòa cả nhà thấy nó y xì con tòa hỏ cồ không? Một đặt con đây là tòa hỏ mái này cả nhà, tòa hỏ mái là chắc luôn cái bụng bự luôn này. Con đây nó đâu có khác gì tòa hỏ đâu, một nghĩ con đây là tòa hỏ mái này. Mà ở làng ồn á thì mấy ổng đặt nó là cái lù, nhưng ồn nghĩ không phải cái lù đâu, nó gọi tòa hỏ mái á, cái lù là khác nha. Nhưng cái đó là mấy ổng gọi cái lù á, nó có cồ phải có mái chứ. Giờ mấy anh em thả về đây rai cả nhà, thả về đầy đủ rồi, kéo thúng chạy. Dạ, bữa nay câu được nhiều cá đây của chú anh chị. Dạ, nhiều cá đây bồ bán mực bán đồ mực tuột rồi luôn, chắc ồ cũng kiếm được 6-7 tâm nè, cũng được. Đẩy thùng lại tới phụ anh em của chú anh chị.
giờ kia đã tới bến rồi cả nhà, 3 giờ đúng luôn. Giờ giờ hút cá ra bán cả nhà. Bật tuột là diễn canh bên. Tuột đã ghê chưa? Tuột con nào cũng lấy bự bự không? Ừ, xịt túi không? Còn 5 con. 5 con hả? Ừ, 5 con mà tuột. Ở vô hả? Con tuột ông máy nè. Dạ giờ qua căng cá chả của chú anh chị. Cá chả là mấy con cá xanh xanh lì ạ. Cá đó lột da ra xay chả ngon. Hai cái tư mấy mư? 30. 42.000 thôi, bớt 2.000 nữa, bữa nào cũng bớt 2.000 hết lỗ luôn quá. 42. 50. 95. Dạ giờ biết sách ra căng cho rỡ cả nhà. Bán được 40.000 cái cá chả rồi. Dạ còn 5 con mực. Mực tuột thì ốc để là con nhỏ nhất đây ăn luộc ăn. Nó còn 4 con căng. À, còn mấy con cá đây, con dường con dặn này bán ổng gì nhiều ít gì đấy nữa. Đủ đâu? Để ráng cho nhích nữa chứ. Châu gì đủ kim với ai mà găng quá. Đâu? Bốn là ba này rồi. Hai mươi liền. Vậy? Đi chữ được tưởng, tưởng đâu đi 20 cái gì? Không hết rồi. Ừ, kế rồi. Đây mình lựa đó nè, nè cái đây mình cũng lựa. Đã vui mày được á. Mày con không? Để tao bỏ cho chi, cho nó ấy ký. Giá nhiều vậy, 65 hả? 3 ký. Đây con nữa này. Nè con nè, rút ra. Tí con. Con đâu? Con nè. Bỏ cho bà Tư, xe bà Tư đi. Cái rửa đâu cũng như cái rửa nè. Con 2 ký hay tờ. Năm mươi hả? Chị rửa cái 50 hả? Cô kế là sao? Hẹ dữ vậy trời. Còn đen vô vé 30. 30 cái hơi lớn rồi. Vé đi mà 25 sao bán cờ 30. Giá đó cô 30 một tí hà, cá gì mà tôi lên tôi bán 40 luôn à. Tôi lên em quế thiệt, cá lên chợ mà bán 40-50 ngàn ký luôn à, thiệt đó quá. Ừ mà chợ bán mỹ thì nào bán được như đây dễ. 30 47
rồi cái rửa bả vô không biết à, cái rửa bả vô đây 50 nè. Bốn con được 200 ngàn cả nhà. Cái dợp đi là 30. Cái trẻ 70 nữa. Nãy cá giả cá trả 2,4 kg. Mà ột tưởng đâu con ký tư là tính có 42 ngàn, chạy 30 ngàn ký á cả nhà. Thì 2,4 kg là 72 ngàn, lấy 70 mà ột tính có 40 à. Tưởng đâu ký tư. Tâm. Tâm bán ngoài đó 500. Bán ngoài đó 500 là 600 ngàn cá, 200 ngàn mực cả nhà. Còn con để ăn. Chạy là bán được 4 con mực lớn để ăn, con đó nhỏ nhất thì 4 con mực được 200 ngàn, quá là ngon luôn. Tại vì ột rê con xíu là thấy gió quá rồi rê cái sợ nó dính cái kia cái nọ cho nên ột không có dám rê nữa, phải như im im ột lắng vô chút nữa ột rê kiếm mực có liền à. Rồi ột mê câu cá nữa rồi tha khỏi rê luôn, rê được 5 con, 4 con 200, con này để ăn là vậy là tổng cộng kia nọ được 800 ngàn cả nha. Bộ mực bộ đồ luôn 800 ngàn thì kiếm gạo cũng được. Giờ video đây ột xin phép cả nhà ột tạm dừng video, hẹn lại cả nhà, hẹn lại cô chú anh chị em video tiếp theo nha. Giờ mai đây là bắt đầu có gió rồi thì không biết đi sao đây, chắc mai đây không có dám tới cái chỗ mực đây lại không cả nhà, tại vì cái chỗ này là dưới đó là gió là khó câu lắm. Gió là neo không bao giờ được, nó cày neo không à, dưới đó nó sỏi cát á, nó cày không à, chứ là dưới đó nó xa đường nữa, kho gọi là kho á, thì gió đây liều cơm gấp mắm đi lòng lòng mà kiếm được ít nhiều gì, tới đâu hay tới nấy cả nhà. Dạ dột tạm dừng video nha.